Nào, hôm trước thì anh có chia sẻ về cái chuyện cho các bạn làm ra một cái một chút xíu về cái bố cục và cái cách quản lý của đối tượng rồi. Hôm nay thì anh sẽ tiếp tục đến cái phần nói cho các bạn về cái tận dụng những cái mà hiệu ứng. Đây là con. Chị dậy nhá. Có tin chị dậy được không? Xin tin. Hả đấy? Sao tin? Ôi dồi. Nào, hôm trước các bạn học những cái gì rồi nhỉ? Mở file, lưu file, quản lý file, chỉnh sửa file. Đang học đến công cụ vùng chọn, đúng không? Trong công cụ vùng chọn rất hay, thú vị. Dạy xong cái làm được sản phẩm luôn nha. Nào, việc đầu tiên, vùng chọn đầu tiên nó là phần mở. Bởi vì là nguyên tắc mà bao giờ của cái thằng lập trình máy ấy, là bao giờ cũng lấy chữ cái tiếng Anh đầu tiên. Bất cứ công cụ nào cũng lấy cái chữ tiếng Anh đầu tiên của cái công cụ đấy. Trong này chữ tiếng Anh đầu tiên của nó là Markey Tool, cho nên nó lấy cái chữ M. Vậy thì nếu như mà các bạn dùng tẩy, tiếng Anh của nó là Eraser, các bạn sẽ lấy chữ gì đầu tiên? E. Đơn giản không? Nó có một cái mẹo, đúng không? Giống như mở ra một file, mở tiếng Anh là open, sẽ là Ctrl O. Máy luôn luôn là như thế, luôn luôn lấy cái thằng mà có chữ cái đầu tiên. Còn tôi ấy, chuyên đổi tiếng Anh thành tiếng Việt, cho nên tôi sẽ chuyển thành, đây là cái lệnh vùng chọn cổ điển, tiền đề để các bạn làm được tất cả các loại vùng chọn khác. Cho nên cứ cái gì tiền đề là liên quan đến mẹ, tiền là cần phải tìm mẹ, đúng không? Cho nên nó có cái phím tắt là phím M, có đúng không? Cứ gần vùng chọn cơ bản đầu tiên là phải tìm mẹ, tìm M, được chưa? Vậy thì với cách vẽ, chúng ta sẽ có những cách vẽ như sau. Cách vẽ đầu tiên, thoải mái mà vẽ đi. Các bạn nhìn thấy nó đang là kích thước bao nhiêu centi đây? 1,86 x 0,95 centi. Chiều dựng ngang là 1,86, đúng không? Vậy thì khi các bạn di như thế này, vẽ chơi chơi như thế này thôi, thì không cần phải quan tâm đến kích thước. Nhưng chẳng may người ta bảo là em làm cho anh một cái banner có kích thước à, thì lại phải gì? Lại phải điều chỉnh kích thước, lại phải chú ý kích thước, lại phải dòm vào cái hộp đen này. Có nhìn thấy cái hộp đen không? Ở gần cái chỗ này nè. Nhìn thấy chưa? Đấy, thì đấy là tác dụng của cái hộp đen. Và các bạn vẽ được vùng chọn chưa? Cách vẽ thứ hai nha. Các bạn có nhìn thấy cái thằng style đây không ạ? Cái cách vẽ đầu tiên tôi sử dụng thằng normal. Cách vẽ số 2 là tôi sử dụng thằng fix ratio. Fix nghĩa là fix lại ở một cái kích thước nào đấy, đúng không ạ? Và kích thước của tôi nó đang tỷ lệ là 1, chiều cao tỷ lệ là 2. Tôi vẽ cái kiểu quái gì nó cũng ra cái như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tỷ lệ của tôi luôn luôn là 1 và 2, tôi không thể thay đổi được. Thì người ta gọi là fix ratio, là fix theo tỷ lệ mà mình đã có sẵn. Bây giờ tôi thay đổi tỷ lệ là 1:3 nhá. Tôi vẽ kiểu quái gì cũng ra tỷ lệ là 1:3. Được chưa ạ? Đó. Cách này tôi không hay dùng lắm. Cách tiếp theo để vẽ ra vùng chọn đấy là fix size. Hay, thằng này fix size là thông dụng đấy. Là hay dùng đấy. Thằng fix size. Size là kích cỡ, có đúng không ạ? Fix lại ở một cái kích cỡ, kích thước nào. Vậy thì kích thước của tôi ở đây đang bị fix là 200cm và 104cm. Quá khủng, quá nguy hiểm. Làm này đơ máy luôn, đặc biệt với Photoshop. Tôi xin phép tôi chỉ để thằng này là 5cm và thằng này tôi để là 10cm cho các bạn thấy được rõ cái độ chuẩn. Tôi vẽ luôn luôn ra. À, nó lại to quá nhỉ. 1 2 luôn luôn ra gì?
vẽ không bao giờ làm sao chệch được cái con số đấy, được chưa ạ? Người ta bảo là em hãy làm cho anh 10 đối tượng có kích thước là như thế này, chả may chưa được học lệnh copy thì chả dùng cách này thì dùng cách nào, có đúng không ạ? Luôn luôn ra cách này. Vậy là các bạn đã biết cách đặt thông số cùng chọn chưa nhỉ? Và tôi nói chốt lại, cái nomer này là cái hay dùng nhất. Cái thứ hai cực kỳ ít dùng. Cái số 3 cực kỳ hay dùng. Nhưng cái số 1 là dùng nhiều nhất. Được chưa? Và nếu mà chẳng may bạn động vào máy một cô nàng nào đấy, đúng không? Muốn chỉnh bài tiếp cho nàng để ghi điểm chẳng hạn, mà chẳng may máy nàng bị như thế này, lúc đấy đừng có mồm chữ O, ngay lập tức phải vào đây điều chỉnh nó về no mờ mà làm tiếp. Hiểu chưa? Phòng trường hợp còn như thế nữa cơ, đúng không ạ? Và vùng chọn đâu chỉ như thế. Tác dụng của vùng chọn là gì? Là phải có vùng chọn thì mới có gì? Mới có được một đối tượng mới, đúng không? Được chưa ạ? Vùng chọn, phải có vùng chọn mới có được đối tượng mới. Mà phải có vùng chọn thì mới có chuyện là ăn tham mất một miếng bánh to như thế này. Nghĩa là phải có vùng chọn thì mới có được cái việc là gì nhỉ? Cắt hay là tác động vào một thằng khác. Tác động là gì? Chúng ta có thể cắt bớt thằng này đi không? Nhưng chúng ta cũng có thể thêm màu vào thằng này không? Đã thêm chưa? Và chúng ta có thể cắt đi không? Đã cắt. Được chưa ạ? Đấy là tác dụng của vùng chọn. Ngoài ra, chúng ta hãy xem thêm tác dụng của vùng chọn còn để làm gì. Chắc chắn nó không thường rồi. Mình mượn. Thoát bằng việc ấn Enter, anh Khánh đã nói đúng không ạ? Enter. Muốn điều chỉnh tiếp cái ảnh này. Anh Khánh đã nói vì sao có cái chéo đấy chưa? Anh Khánh đã nói với các bạn vì sao có cái gạch chéo ở ảnh khi chúng ta kéo vào chưa? Chắc chắn là anh Khánh nói rồi đúng không? Để làm sao khi chúng ta chỉnh kéo ra kéo vào, ảnh nó không bị biến dạng về chất lượng. Hiểu chưa ạ? Và đặc biệt là cứ xốp đầy cao là luôn luôn có. Nó khôn lắm. Nó sẽ hữu ích cho chúng ta như thế. Và thoát thì bằng Enter. Nhưng có một điều, đó là khi Enter như thế này, khi Enter như thế này thì chúng ta làm một số lệnh sẽ không thực hiện được. Trường hợp đấy sẽ nói với các bạn sau. Được chưa ạ? Nào, bây giờ tôi đang có đối tượng là ảnh đúng không? Tôi không dùng vùng chọn để tôi cắt đi. Bình thường như này. À, nhìn thấy không? Vì làm sao? Ảnh này là ảnh đang được bảo vệ. Ảnh đang được bảo vệ mà anh cắt đi thì nó có chấp nhận không? Không chấp nhận. Bây giờ muốn cắt được ảnh này đúng không các bạn? Muốn cắt được các bạn chỉ cần chuột phải vào cái ảnh này. Chọn vào thằng Rasterize Layer. Nhìn thấy chưa? Và tôi sẽ xóa được. Tôi đã xóa được chưa? Hiểu chưa? Bạn nào chưa biết thì các bạn nên ghi vào. Nghĩa là biến layer ảnh. Biến layer ảnh được bảo vệ. Gạch mũi tên thành layer bình thường. Hai chấm. Chuột phải vào layer đó. Và nhớ rằng là chuột phải vào layer đó nhưng mở ngoặc ra. Layer đấy là thuộc bảng công cụ, thuộc bảng F7. Nhớ chưa? Bảng công cụ là F7. Chuột phải vào và chọn vào Rasterize Layer. Rasterize Layer. Thì sẽ biến ảnh trở thành đối tượng bình thường. Các bạn hiểu chưa? Và khi biến ảnh trở thành đối tượng bình thường, tôi có thể cắt được nó. Tôi có thể chỉnh ảnh với nó. Nào, bây giờ xem tôi thử chỉnh nhá. Các bạn xem tôi chỉnh này.
tôi mượn lệnh Ctrl L vì tôi chưa dạy các bạn lệnh này. Tôi chỉnh đơn thuần như này, các bạn đã thấy là tôi đã chỉnh được chưa nhỉ? Và cái điều đặc biệt là khi tôi chỉnh thì chỉ vùng nào bị chỉnh? Chỉ vùng gì? Chỉ vùng có vùng chọn thì nó mới bị tác động. Vùng ngoài vùng chọn có bị tác động không? Không. Chúng ta xem lại này. Những gì ở bên trong vùng chọn thì nó sẽ bị tác động. Đúng chưa ạ? Vậy thì tác dụng của vùng chọn là gì? Một là để tạo ra đối tượng. Hai là để khoanh vùng điều chỉnh. Mở ngoặc ra, sáng, tối, thêm màu, bớt màu, vân vân. Đúng không ạ? Khoanh vùng cần điều chỉnh. Và vùng cần điều chỉnh của tôi đấy. Không. Nhìn thấy chưa? Một vùng chọn bình thường như này được không? Và khi mà chị mượn lệnh Ctrl L vì chị chưa dạy lệnh này với các bạn, và hôm nay chị không nói kỹ lệnh này. Đây là lệnh điều chỉnh tương phản. Chị chỉ cần kéo sáng lên thôi thì chỉ có những vùng ở bên trong cái bức ảnh này nó bị điều chỉnh, còn vùng ở ngoài bức ảnh, vùng ở ngoài vùng chọn nó không hề bị điều chỉnh. Có đúng không ạ? Tôi nói như thế có đơn giản, các bạn có hiểu không? Được chưa? Đấy, đấy là tác dụng của vùng chọn. Rõ ràng là các bạn đang thấy rằng là tôi đang làm gì với cái ảnh này? Tôi đang đặt cái ảnh này ở trên gì nhỉ? Tôi đang đặt cái ảnh này ở đâu? Ở trên một tờ giấy màu trắng, chả có cái gì cả. Đúng không? Tôi chỉ đơn thuần đang đặt cái tờ giấy này trên một cái màu trắng, tờ giấy màu trắng. Nhưng tôi muốn rằng là khi đặt lên nó phải có gì nhỉ? Phải có bóng. Anh em nhìn thấy cái bóng của quyển sách này không? Anh em nhìn thấy cái bóng của tay mình đặt trên mặt bàn không? Có. Các bạn có muốn làm cái bóng đấy không? Có muốn không? Có chứ. Vậy thì tôi xin phép hướng dẫn các bạn cách lấy lại vùng chọn. Các bạn vừa thấy rằng là bạn này nói với tôi là: chị ơi, em xin phép chị dạy lại cho em cái đoạn vừa rồi. Đúng không ạ? Sau đó thì tôi bảo không, và tay thì tôi đã bấm an can gì? An can Z. Thì đây là một cách lấy lại vùng chọn. Cách lấy lại vùng chọn, cách 1, an can Z, quay trở lại bước mình đã tắt. Nó, em thử hay là Ctrl Z. Ctrl Z thực hiện trở lại được một lần. Còn an can Z thì nhiều lần ạ. Nhưng mà các bạn không hỏi tôi rằng là: chị ơi, chị đã dạy em cái lệnh dứt lệnh vùng chọn đâu, mà chị lại dạy em cái lệnh lấy lại vùng chọn. Phải có lệnh dứt thì mới có lệnh lấy lại chứ. Đúng không? Trong tiếng Anh, mất một cái gì đấy đi, người ta gọi là die. Mà trong tiếng Việt, khi lìa một cái gì đấy đi, người ta gọi là dứt. Cho nên đây sẽ là lệnh Ctrl D, dứt lệnh vùng chọn. Có đơn giản không? Đơn giản không ngờ đúng không? Chị chỉ dạy đơn giản vậy thôi. Đây là cái mẹo để học. Cho nên là khoảng 50 năm nữa bế cháu đến đây chơi, chắc vẫn nhớ. Thế không được à? 50 năm. Ừ. À cháu à? Ừ. Sớm thế. 50 năm nữa bế cháu đến là bình thường đúng không? Thì ông nghĩ là bao nhiêu tuổi ông lấy vợ? Đến lúc đấy tôi vẫn sống. Tôi sẽ cố gắng sống như đấy các bạn. Vậy là chúng ta biết lệnh dứt rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ có cái lệnh lấy lại. Đầu tiên đó là an can Z, đúng không? Cách thứ hai nào, tôi muốn đánh em thì tôi phải đập vào em hay tôi đập vào thằng khác? Đập vào em. Ờ. Bấm vào em. Ờ, thử không? Bấm vào hình à? Như em bấm vào hình đúng không?
đúng không? Mà các bạn nghe này, mở một file mới, căn chân nhờ, mở một file đã có, căn chân o, đúng không? Đến cái tối thiểu copy là căn chân, căn chân có, căn chân c, đúng không? Thì chắc chắn cái này cũng phải sờ vào thằng căn chân, lấy lại mà, căn chân, và đập thẳng vào mặt, nhìn này, anh em nhìn đây này, người ta gọi là tên, cái này người ta gọi là tên, cái này người ta gọi là mặt. Giữ căn chôn đập thẳng vào mặt nó. Đấy, lấy lại đường vùng trọn rồi. Anh em nhìn thấy chưa? Tôi đang cần lấy cái vùng trọn này mà. Giữ căn chôn đập thẳng vào mặt nó. Cách dạy của mình hơi khác cách dạy của anh Khánh một tí. Anh Khánh thì nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Còn mình thì thôi thôi nhưng mà thật. Đúng không? Nhưng mà bị nhớ lâu đấy. Được chưa? Được không? Biết cách lấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ học sang cách là dê vùng trọn. Dê vùng trọn. Dê hay người ta còn gọi là di, di vùng trọn. Di vùng trọn thì đơn giản thôi các bạn. Cho chuột vào vùng trọn các bạn di đi nơi khác. Nhưng không, nhưng cái điều quan trọng này là nếu như mà các bạn đang có vùng trọn, các bạn đập vào mặt nó rồi mà công cụ của các bạn không phải là công cụ vùng trọn mà là công cụ chuột đen, thì khi di đi nó chỉ di đối tượng. Nó phải là công cụ mẹ đẻ ra nó. Là công cụ gì? M. Phải trở về công cụ M thì mới di chuyển được vùng trọn. Đấy. Luôn luôn phải trở về với mẹ rồi mới thực hiện lệnh của vùng trọn. Nhớ chưa? Câu này là câu thật đấy. Mở ngoặc kép cho tôi, sao hoa thị hàng đàn vào cho tôi. Luôn phải trở về công cụ mẹ gạch ngang M rồi mới được thực hiện các lệnh về vùng trọn. Nhiều anh về không thực hiện theo cách này, mần cả đêm con chuột, hôn hít nó, nó không nghe lời. Có một cái mẹo là anh đi vào bằng đường nào thì anh phải đi ra bằng đường đấy. Anh đang thực hiện với lệnh nào thì anh phải yêu lấy cái lệnh đấy. Anh đang thực hiện vùng trọn thì anh phải ở công cụ vùng trọn anh mới làm được. Các bạn hiểu chưa? Và tác dụng duy nhất của con chuột đó là điều chỉnh đối tượng. Hiểu không ạ? Con vùng trọn thì nó khác chứ. Đúng chưa? Nào, vậy thì đã di chuyển được vùng trọn chưa? Các bạn có hỏi tôi là cách di chuyển ngược trở lại không? Ăn cắn gì? Hoặc là dùng căn chôn đập thẳng vào mặt nó mà lấy lại. Lấy lại rồi. Đúng không? Câu hỏi đùa mà. Nào, các bạn có công nhận với tôi rằng là khi mà tôi cứ như thế này, tôi thêm layer mà tôi đổ màu, xin phép chuyển em này về miền Bắc Cực, à miền nóng, cho một ít màu cam, được không ạ? Thì luôn luôn là đổ được màu gì? Có cái viền làm sao nhỉ? Sắc nét, chuẩn, xịn. Sắc nét không? Quá xịn. Mà bây giờ đã bao giờ về dám mày mò mấy trò chơi đấy không? Tôi luôn luôn coi chương trình học chỉ là một thứ tôi chơi đây. Chỉ là một cái trò chơi thay để tôi không phải chơi game đây. Cho nên là tôi học rất máu. 3 tháng xong 9 chương trình, toàn chương trình khoai. Vậy là mình phải biến cái gì nhỉ? Chán chán thành cái vui vui. Đúng không? Cho nên là cách học của tôi là học một nhưng mình phải mầy mò 10. Đã chót được học trong cái bảng này thì những cái này là cái gì phải về tự mầy mò. Yên tâm,
không bao giờ có lỗi kỹ thuật và không bao giờ có cái chuyện tan nát, mà tan nát cùng lắm là cài lại. À, đúng không? Nào, vậy thì anh em về thử mần mò nhá. À, sau đó không mũi tên đi xuống. Thế thay đổi về màu chưa? Hôm nay ối đứa về chỉnh mặt trắng, răng trắng, má hồng. Ối đứa về nhuộm tóc. Thấy khác không? Khác quá chứ này. Khác không? Quá khác. Đây người ta gọi là hộp hòa trộn màu. Nhớ chưa ạ? Mẹo nó dùng như nào? Không phải buổi hôm nay tôi dạy. Hôm nay tôi chỉ gợi ý cho các bạn về tự sướng thôi. Nhớ chưa? Vậy thì nếu như mà tôi cứ đổ màu đường hoàng chính chính thì rõ ràng là làm sao nhỉ? Nó chỉ đổ ra cái màu rất cứng. Nhưng bây giờ tôi muốn là đổ ra cái màu mềm. Tôi muốn là chỉ nhuộm lông em này thôi, không nhuộm lông các em khác. Có được không? Thì cũng đơn giản thôi. Quét qua một cái vùng tròn 500 người em này. Đủ 500 chưa? 5 được chưa? Muốn điều chỉnh vùng tròn thì phải ấn phím M. Muốn điều chỉnh nữa thì phải chuột phải vào cái vùng tròn đó nhá. Chuột phải vào vùng tròn đó. Và bây giờ chọn thằng feather cho tôi. Feather là làm mềm. Làm mềm vùng tròn. Cách 1. Tôi cho các bạn các loại cách. Làm mềm vùng tròn. Cách 1. Có vùng tròn, gạch mũi tên, chuột phải vào vùng tròn. Được chưa? Có vùng tròn, gạch mũi tên, M. Phải là công cụ M đi đã. Rồi chuột phải vào vùng tròn. Chọn vào thằng feather. Tôi đang nói tiếng Việt đấy. Phở e phe đấy. Feather. Tôi biết mà, đặc điểm dân mỹ thuật là feather. Sẽ dò mấy lần mới biết được chính xác. Được chưa? Feather. Được chưa? Và ở đây nhìn này, độ mềm nhiều hay ít là phụ thuộc vào thông số ở đây. Thông số này càng tăng thì độ mềm càng nhiều. Thông số này càng ít thì độ mềm càng ít. Trường hợp này tôi cần mềm nhiều, tôi thử để 10. À, vùng tròn đang từ vuông trở thành bị bo góc. Chuột phải phát nữa, feather thêm lần nữa có được không? Được tuốt. Được chưa? Vùng tròn ngày càng bị thu nhỏ lại và ngày càng mềm hơn. Thật vậy. Nhìn này, cứ đổ màu là phải thêm gì? Thêm layer. Ctrl D. Dứt lệnh. Là Ctrl D. Dứt dứt. Sau đó hòa trộn. Tôi thì hòa trộn chuyên nghiệp rồi, tôi chỉ cần như này là được thôi. Đúng không? Tôi thích thì tối tối như thế này. Màu đã bị ám vàng chưa? Tôi thích thì tôi cho color overlay. Overlay có thằng color đây không? Ôi để color đó cũng được. Tự dưng lại xám xám lên. Short line. Anh em nhìn nhá. Có nhìn thấy thằng này không? Nhìn thấy bụng hơi vàng chưa? Được chưa? Đã hiểu chưa? Có thấy nó khác không? Và hoàn tất lệnh. Đấy. Đối tượng của tôi sẽ là như thế. Được chưa ạ? Các bạn có nhìn thấy là tôi vừa bị mấy cái thằng này quấy nhiễu không? Hiển nhiên đây là lệnh transform selection. Anh Khánh đã dạy lệnh này chưa? Transform thì phải muốn thoát nó ra thì lại phải tìm ở trên này xem thằng transform đâu tích vào. Chứ tôi cũng đâu biết thằng sâu là gì. Nói thật với các bạn chứ, tiếng Anh tôi chưa bao giờ phải thi lại. Nhờ may mắn. Một, có nhan sắc. Hồi xưa xinh phết đấy. Hai, là nhất thân nhí quen. Tôi quen. Quen cô giáo dạy tiếng Anh trường mỹ thuật công nghiệp. Quen thân ấy.
Đấy. Mà chả tội gì mà không tốt với cô đúng không? Thế là qua. Chứ còn bảo là nhìn những chữ này không biết gì đâu. Nhớ là nhớ mẹo thôi. Và tôi luôn luôn tìm ra cái mẹo để nhớ. Biết tiếng Việt. Có thể. Phải chứ. Được chưa? Ok được chưa? Vậy thì cái tác dụng của nó. À, con này nhuộm màu lông được. Các bạn có nhuộm lông các bạn được không? Hôm nay có bạn nào về tô son được không? Nhuộm tóc được không? Thay đổi màu áo được không? Nhưng tô son thì phe rời nhiều hay ít? Ừ, bậy nào. Chứ có mà thành thị nở à, chuyệt chuyệt à. Tô son ấy còn phải tô theo kiểu gì? Tôi theo kiểu bạn ở đây thì phe rơ quãng 5. Còn nếu mà tô son kiểu bạn này quãng 2, cái viền nó sắc nét hơn. Hiểu chưa? Cho nên là phụ thuộc vào cái kiểu tô son của mình. Còn nhuộm tóc ấy thì nên để cho phe rơ nhiều một tí, cái độ lan ra nó mới đều. Chứ còn không thì là tự nhuộm rồi, thành cháy rồi. Hiểu chưa nhỉ? Tí em mình thử xem là thử làm cái quái gì lấy gái xinh vào thử luôn. Không thèm gấu luôn. Xem nào. Em Hằng. Không, em Hằng là thiết kế. Ông ạ. Xem có chữ ảnh ở đâu không? Ảnh trình. Cái gì? Thư viện ảnh T. Yến Sào. Thư viện này đầy rồi. Không biết có ảnh gái đẹp ở đây không? Ở đây đấy. Rồi. Lấy tạm em này nhá. Lấy tạm bên kia tóc rõ hơn chị ạ. Không thích thay đổi màu áo của nó à? Thôi cũng được. Được chưa? Nào. Nhuộm tóc đi. Đúng không? À, nhưng mà nhuộm tóc hình chữ nhật. Nhuộm vào bằng niềm tin à? Cái này hình tròn hơn là mềm. À, lại hình tròn là mềm à? Thế thì cái này phải đợi rồi. Cái này phải đợi rồi. Nhưng tôi có thể thay đổi màu hoa hồng ở đây. Tôi có thể thay đổi màu hoa hồng ở đây bằng hình vuông. Anh em cứ nhẹ nhàng. Hình vuông được nhá. Không quan trọng. Được chưa? Ship. Cái gì nhỉ? Chuột phải chọn vào đâu? Chỉ cần chuột phải chọn vào feather. Đấy ít hay nhiều? Ít ít thôi. Vì đây là vùng chọn nhỏ. Vùng chọn này mà em cho 100 này. Chuột phải. Máu lửa lên. Chị Yến chưa bao giờ đạt đến đỉnh 100. Mình phải hơn chị. Mình phải cho 100. Xin lỗi. Báo lỗi ngay. Vùng chọn nhỏ thì phải biết điều là làm nhỏ thôi. Hiểu chưa? Là mê bét màu kìa. À. Thêm layer. Thích hoa màu gì? Xanh biển á. À, biết ngay mà. Biết ngay mà. Ngày xưa có phim là hoa hồng xanh. Sau đó làm gì? Hoa trốn. Chờ niềm tui, niềm vui đến. Xem nó ra cái màu gì. À đây, cái đoạn này được này. Đúng không? Tuy nhiên là cái gì thì cái. Nó vẫn cần phải có gì nhỉ? Nó cần phải có sự làm sao? Kín kẽ và vừa vặn. Giống như phun thuốc. Nhưng mà này. Nhìn này. Má hồng nhá. Số 10. 10 à? Chiều. Không được rồi anh em ạ. Cái má bé quá, con này nó mặt hơi nhỏ. Số 5 đấy. Cường đô la bỏ nó rồi. Màu gì? Mày trời ơi. Con lại tưởng con này bị sốt xuất huyết. Được chưa? Hơi đồng tí nhá. Hơi cam tí. Thêm layer. Mông khỉ. Hoa trộn. Ấy
thấy đúng kiểu tông cam đồng không? Thấy mặt đã khác chưa? Ơ, hôm nay về có đứa lại ức thế nhỉ? Chị không dậy lốt pen đi để em đánh tí mắt. Có đúng không? Để em kẻ tí like, cứ từ từ. Về sau tôi sẽ dạy các bạn cách trang điểm. Ảnh của tôi không mấy khi tôi đánh phấn son đâu, lên hình đẹp hết. Sau khi các bạn ấy học xong, các bạn bảo là không có phụ nữ xấu. Cái lỗi là ở bạn chưa học Photoshop mà thôi. Có đúng không? Đấy, xinh hơn phết rồi đấy. Trước, sau, rõ ràng là có một tí liên quan đến tóc vào. Nào, bây giờ chúng ta thử cái tác dụng khác của mấy cái anh này. Vứt tạm đi ạ nha. Hồ Hà này, vứt nè. Sorry, không vứt. Tôi muốn làm cái bóng cho anh này. Can chuân tê. Thu nhỏ lại. Can chuân tê là gì? Thu nhỏ lại. Can chuân tê ạ? Can chuân tê ạ? Thu nhỏ lại. Sao lại nói lại tiếng Việt ở đây nhỉ? Tôi đã nói là tôi Việt hóa mà. Thu nhỏ, phóng to đối tượng là can chuân tê. Em tưởng nó sẽ là lệnh sâu chân phong. Nó chính là sâu chân phong. Nó can chuân tê. Viết tắt của từ chan phong chính là từ tê. Nhưng mà anh có nhớ được từ chan phong không? Tôi mà nhớ sang chan phong là tôi toàn nhớ ra mấy anh đẹp trai trong phim. Rất nhanh, rất nguy hiểm. Chan phong mơ, đúng không? Không, chan phong mơ là ừ, đấy. Thế tóm lại là anh hiểu từ can chuân tê chưa? Hiểu từ thu nhỏ chưa? Ừ. Đấy. Em cần thu nhỏ thì em can chuân tê, mà em can chuân tê làm thu nhỏ. Được chưa? Nào, tôi chưa dạy bạn lệnh can chuân tê đấy đâu. Bạn thích thì tôi chỉ giới thiệu thôi nhé. Nào, bây giờ tôi lấy lại vùng trọn của thằng này bằng cách giữ can chuân đập vào mặt nó. Đúng không? Được chưa? Nhưng mà khổ cái mặt nó. Được xong chưa ạ? Mặt nó đây này. Di chuyển vùng trọn. Ấn phím. Đang là phím gì đây? Phải trở về phím M. Di chuyển. Đúng chưa? Chuột phải chọn vào đâu? Feather. Để làm M. Nhòe nhiều quá. Cho ít thôi. 3 thôi. Các bạn biết vì sao tôi cho ít không? Vì là cái file giấy của tôi cực kỳ ít, nó bé. Khổ giấy của các bạn lớn thì các bạn có thể làm cái vùng trọn này lớn hơn nhá. Bây giờ tôi thêm layer được chưa ạ? Và tôi sẽ đổ cho nó màu đen. Can chuân D, dứt lệnh. Anh Khánh đã dạy cách kéo ảnh lên trên xuống dưới chưa? Layer xuống dưới một lớp bằng can chuân hoặc mở. Đúng không? Nào, điều chỉnh nó vào một chút. Thấy rõ em này được nằm trên chưa? Nằm mạnh quá. Giảm bớt opacity đi. Chuẩn không? Chuẩn chưa? Đó. Đơn giản không? À, cũng đơn giản. Đơn giản chưa? Bây giờ tôi làm cho thằng này bị xé rách nhé. Chị làm lại cái bóng đi chị. Làm lại à? Làm lại. Đầu tiên là phải làm gì? Không phải ăn căn Z. Xóa đi. Được chưa? Nào, đầu tiên là tôi phải làm gì nhỉ? Giữ căn chôn. Đập vào mặt nó. Lấy được vùng trọn chưa? Trở về phím gì? Để di chuyển vùng trọn. M. Di chuyển vùng trọn lệch sang một bên. Sau đó chuột phải làm mềm vùng trọn ra. Và thêm layer mới. Rồi đổ màu. Được chưa? Và điều chỉnh độ đậm nhạt nếu các bạn muốn. Xong chưa anh em? Các bạn có muốn đục lỗ em này không? Chị xẻ xẻ nhưng mà đấy chị. Câu hơi mạnh quá, xin lỗi. Chị vừa nãy chị bảo xẻ xẻ. Xẻ, xẻ em này ra. Xẻ xong đục sau. Xé xong đục sau. Xé rồi mới đục được. Xé đi, phải chọn em này để xé.
chọn đúng layer chưa? Chuột phải chọn vào đúng em ấy. Lại trở về phím M. Ok được không? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Xé em ấy ra làm đôi. Bằng việc thu nhỏ, phóng to hay xoay hay xé thì tôi đều căn chôn tê hết. Nhưng mà chưa được. Chưa được. Bây giờ tôi phải căn chôn di em này ra. Như này. Đã được chưa nhỉ? Tôi hỏi các bạn là cái ảnh này đã là ảnh đã được phá ra chưa? Chưa phá ra. Nên vừa rồi tôi thực hiện lệnh có được không? Không được. Tôi đang thực hiện lệnh xé mà không được. Nhìn thấy chưa? Cho nên tôi phải biến ảnh này trở thành gì? Layer bình thường bằng cách nào? Chuột phải. Chọn vào. Chọn vào. Rasterize. Cứ khi nào mà không thực hiện được lệnh với cái ảnh đấy thì phải hiểu rằng là ảnh đấy đang chưa trở về chế độ bình thường. Bây giờ chế độ bình thường này tôi sẽ em này ra luôn này. Các bạn nhìn này. Ctrl T. Bắt đầu thực hiện được lệnh chưa nhỉ? Các bạn nhìn thấy có cái trục ở đây không? Có nhìn thấy cái trục ở đây không? Tôi kéo cái trục này về góc này. Kéo được chưa? Tôi kéo em này lên. Kéo vừa phải thôi nhé. Thế em này bị rách ra chưa? Hết lệnh bằng gì? Enter. Dứt. Ctrl D. Bây giờ cái bóng này còn dùng được nữa không? Không. Bây giờ tôi lại lấy lại vùng chọn của thằng này. Giữ Ctrl. Đập vào mặt nó. Di chuyển vùng chọn. Ấn phím. Nói to lên nào. M. Di sang một nơi. Đúng không? Di sang một nơi. Làm mềm. Chuột. Chuột phải. Feather. Nhiều hay ít? Ít. Thêm layer. Đổ màu. Có đúng tạo ra cảm giác xé ra chưa? Có muốn xé kinh khủng hơn nữa không? À, không. Muốn xé kinh khủng hơn nữa thì cứ từ từ. Tôi sẽ làm lại nhá. Muốn tác động lên ảnh, bước 1 là phải biến ảnh trở thành đối tượng bình thường bằng cách chuột phải vào cái ảnh đó, chọn vào Rasterize. Được chưa? Bây giờ tôi bắt đầu thực hiện cách xé ảnh. Phải có một đối tượng vùng chọn tác động lên cái ảnh đấy. Được chưa ạ? Nào các bạn nhìn này. Nhìn thấy chưa? Tôi đang có một đối tượng tác động lên. Được chưa ạ? Sau đó thì tôi dùng lệnh gì? Ctrl gì? Ctrl T. Nhìn thấy chưa ạ? Ctrl T là lệnh gì? Thu nhỏ, phóng to, xoay, di chuyển, xoay nhé. Tôi có thể di chuyển cái đỉnh này này, cái tâm này này vào cái gốc này. Nếu tôi không di chuyển cái tâm này vào góc này thì nó chỉ xoay ở đây thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng tôi di chuyển cái tâm này vào góc này thì nó như là cái chốt cửa. Nó sẽ xoay xuống. Với cách này tôi vẽ được quả trứng đấy. Đang mở nắp ra. Và thoát lệnh bằng Enter. Dứt lệnh. Lấy lại vùng chọn bằng cách giữ Ctrl. Đập thẳng vào mặt nó. Di chuyển vùng chọn bằng cách tùy em. Di chuyển vùng chọn bằng cách trở về phím. Di chuyển sang một nơi. Và thêm layer. Chuột phải chọn vào feather. Và đổ màu rồi. Được chưa ạ? Chuyển cái layer này xuống dưới. Các bạn đã biết cách làm chưa? Đơn giản không? Tự tìm đi nhá, cô không biết đâu. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Nào, các bạn xem tiếp ở đây. Vùng chọn đến phần feather các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu phần feather ở đây chưa?
Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn sang phần khác, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, thú vị hơn. Và tôi giảng xong chắc chắn các bạn sẽ bị ồ, bây giờ mình mới biết. Nhìn này, đây là hình gì? Vẫn hình chữ nhật đúng không ạ? Tôi vẽ ra như thế này, tôi vẽ như thế này đi, được chưa? Muốn thêm thì các bạn giữ phím gì? Muốn thêm các bạn giữ phím gì? Muốn thêm vùng chọn, chúng ta có một cái mẹo như sau. Nếu như muốn thêm thì các bạn luôn luôn giữ ship, chọn đối tượng 1, giữ ship chọn đối tượng 2. Anh Khánh dạy cái này chưa? Từ nay về sau muốn thêm cứ giữ ship. Đợi anh Khánh một tí anh về anh tìm cho. Từ nay về sau muốn thêm bất cứ cái gì chỉ cần giữ ship, ngay kể cả đối với vùng chọn. Được chưa ạ? Có vùng chọn số 1 giữ ship, vẽ qua, ăn dao vào được không? Ăn vào như này cũng được mà không ăn cũng được, vẫn hai cái hiển thị một lúc. Còn nếu như mà các bạn mà vẽ ăn vào thì hình này sẽ bị làm gì? Dính vào nhau. Hiểu chưa? À, thêm là giữ ship. Nhớ chưa? Nào, đổ màu. Được chưa? Vậy thì đã có thêm thì phải có lệnh gì? Bớt. Bớt là bị âm đi hay là bị dương? Âm. Chữ gì đầu tiên của từ âm? A. À. Thế thì phải giữ phím gì? Vớ vẩn. An. Thêm giữ ship thì bớt đi cũng chỉ giữ một phím. Giữ an. Nào, cứ từ từ đợi anh Khánh đi. Nào, cách thêm vùng chọn. Bước 1, vẽ VC1. VC nhá, chứ không phải VK đâu. Vẽ VC1. Thêm vùng chọn nhé. Ừ, thêm vùng chọn. Vẽ VC1 cộng ship cộng VC2. Khi mà tôi viết bài tôi hay viết như này nè các bạn này. Các bạn viết thành công thức ấy, các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Như này, thêm vùng chọn thì hiển nhiên các bạn viết thêm vùng chọn ra bằng VC1. Mình ghi này, một mình hiểu. Thằng không đi học, không hiểu. Đúng không? Thằng nhìn vào, không hiểu. Cộng ship. Đúng không? Ship cộng VC2. Mình bạn hiểu. Viết nó phải thế. Bàn dân thiên hạ biết hết thì không mà chết. Hiểu chưa? Nên quy về công thức toán học như này nhá. Được chưa? Ừ. Các bạn ơi, tôi quên mất, tôi chợt viết cái chữ này ra cái background rồi. Làm thế nào để tôi không ấn Alt Can Z mà trở về định dạng nền trắng ban đầu? Mày sợ hơi à? Cần gì? Không cần. Còn cách nào khác không? Còn cách nào không? Giấy thì nó chỉ là giấy thôi chứ. Cần quá thì vùng chọn đổ lên giấy. Mà bây giờ muốn cả tờ giấy đấy màu trắng. Đúng rồi, đổ tất cả màu background là màu trắng. Sao? Cần gì phải ăn căn Z? À, cái ảnh kia nó không nằm trong background chứ? Đúng rồi, ảnh này có nằm background đâu, nó nằm phía trên mà. Wow. Có đúng chưa? Đúng không? Hiểu chưa? Cho nên khi làm việc ấy là các bạn phải quan sát layer. Là thế đấy. Hiểu chưa nhỉ? Để mình phán đoán cái cách điều chỉnh cho nó chuẩn hơn. Nhá. Nào. Không dám chào anh. Các bạn nhìn lên đây. Nhìn lên đây. Giờ tôi xin phép chuyển sang tiếp. Vẫn
công cụ M, nhưng dạy các bạn cách là làm gì nhỉ? Cắt bớt vùng trọn. Mà tôi vừa nói cắt bớt là âm đi là giữ phím gì? An. Sau đó vẽ tiếp vùng trọn 2, cắt bớt vùng trọn này đi. VC1 cộng An cộng VC2. Được chưa? Mất chưa? Được chưa? Được chưa? Ừ. Không dám, lại nhà. Nghe kinh à? Đợt đấy tôi dạy chúng nói trên trường. Chị dạy trường kiến trúc. Dạy đồ á, ở trên kiến trúc. Nào, các bạn đã biết cách chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết cách là à lấy thêm, bớt đi, đúng không? Bây giờ chúng ta còn có một lệnh nữa rất hay. Đấy là lệnh cắt dao hay vùng trọn. Cắt dao. Cắt dao. Ghi đi, cắt dao hay vùng trọn. Em chuẩn bị chuyển cho anh để em đi tập đây. Dạy nốt cái này đi nha. Nào, tôi xin phép với lệnh cắt dao tôi chuyển sang hình elip. Hình elip phím của nó vẫn là phím M. Cách điều chỉnh nó vẫn là ông thích vẽ cái gì ra thì ông vẽ. Hoặc ông có các thông số ở đây giống hệt thằng gì? Giống hết thằng chữ nhật. Mà chị vẽ như thế này thì hiển nhiên nó ra hình quả trứng, đúng không ạ? Thế làm thế quái nào để chị vẽ ra được hình tròn nhỉ? À, giữ ship à? Thế còn làm thế quái nào để chị vẽ ra được hình vuông nhỉ? Chắc cũng giữ ship thử. Các bạn này phải hiểu được cái mẹo này. Trên bàn phím của chúng ta có 3 cái phím bị lặp lại. Đó là phím ship, control và alt. Và trong khi thực hiện các lệnh về máy, nó chỉ quanh quẩn 3 cái ship, control và alt. Chả may quên ship thì giữ alt, không sao hết. Nhưng nhớ là sau 3 bài thì phải nhớ được lệnh của mình nha. Ông kia ông vừa nói là ship đúng không? Ship. Đang vẽ này. Đang vẽ này. Ấn ship. Đúng là nó là hình tròn đúng không? Bây giờ thả tay gì ra trước? Luôn luôn phải thả chuột trước. Đúng được hình tròn chưa? Còn nếu như tôi đang vẽ, tôi ship, rồi tôi lại vui thả ship ra mỏi tay quá, nó lại trở về gì? Elip bình thường. Cho nên là phải bỏ tay chuột ra trước. Kinh nghiệm nhá, kinh nghiệm xương máu á, là luôn luôn phải bỏ tay chuột ra trước. Nhớ chưa? Được hình tròn chưa? Quay trở lại thằng vuông. Ship được hình vuông. Ok được chưa ạ? Anh Khánh dạy các bạn hoán vị màu đây chưa? Chưa. Thế cứ từ từ để anh ấy tự làm cái đây. Nào, cách vẽ hình cân bằng. Cách vẽ hình cân bằng. Hình cân bằng là hình gì? Tròn vuông đấy. Mở ngoặc ra, tròn vuông. Bước 1 có vùng trọn. Bước 1 tôi đã có vùng trọn chưa? Bước thứ 2 giữ ship đồng thời vẽ. Giữ ship đồng thời vẽ. Bước thứ 3 thả chuột trước. Thả phím sau. Chúc mừng thành công. Xong chưa ạ? Giờ các bạn có nghĩ là tôi vẽ được bông hoa? Giữ ship, thêm cánh hoa số 1, thêm cánh hoa số 2 cho nó máu, thêm cánh hoa số 3, thêm cánh hoa số 4,
thêm cánh hoa số 5, không đều lắm nhưng cũng bắt đầu ra một cái đám mây gì đấy chẳng hạn. Biết cách vẽ đám mây chưa? Biết vẽ cách vẽ con cừu chưa? Đây lông cừu đây, thêm một cái đầu trên này nữa phải ra con cừu không? Tôi vẽ ra con cừu cho anh xem, cừu đen đàng hoàng, mặt cừu đúng không? Thêm vài cái nữa ra chân cừu không? Đúng không? Nói mà. Được chưa? Đó. Tôi vẽ ra quả táo apple cho các bạn xem này. Hình clip số 1. Giữ ship. Tại sao lại phải giữ ship nhỉ? Vì tôi thêm một hình clip số 2. Ồ. Sao quả táo không? Thấy chưa? Quả táo chẳng qua là do gì? Hai hình clip ghép lại mà thôi. Sau đó thì tôi lợi dụng hình tròn. Cần quái gì ăn nữa, ở đây có vùng chọn đâu mà ăn. Ở đây là delete đi. Có đúng không? À, cũng được. Cũng được. Ăn. Luôn và ngay. Khổ. Lá. Bây giờ vẽ lá. Đó là câu chuyện của gì nhỉ? Cắt dao vùng chọn đúng không? Hình elip số 1. Ship là thêm, an là trừ. Bây giờ ấn cả an cả ship. Là gì đây? Là gì đây? Là cắt dao. Lấy thằng con của hai vùng chọn. Nào cắt dao. Bước số 1. VC1 cộng an ship cộng VC2. Thêm layer đổ màu. Thế là tôi vẽ ra được logo táo apple loại Trung Quốc. Thu nhỏ. Thu nhỏ. Gì? Can chân tê. Muốn thu nhỏ đồng dạng. Cân bằng. Giữ ship. Kéo. Kéo góc. Muốn xoay. Đưa chuột ra ngoài góc. Này đưa vào góc này. Ngoài. Đưa vào là kéo. Ngoài. Đấy, được rồi, xoay. Thoát. Enter. Apple Trung Quốc. Apple và Hồng Ngọc Hà. Được chưa? Xong chưa? Đơn giản chưa? Bây giờ các em về đội anh Khánh. Nhưng mà chị nghĩ rằng là trước khi về đội anh Khánh, các em nên thực hành đi. Nhiều phết rồi đấy. Đi ăn xong lớp.